ở bán hàng ngoài đây. Đây à. Trời ơi, tôi nghe lời ông Đôn. Tâm linh là anh chả giải quyết được gì. Trời ơi, đấy anh em thấy không ạ? Đấy anh em thấy không ạ? Tâm này là tôi có quan quan, là tâm tôi có con này ba. Ê, tôi nghe lời ông Đôn tôi bán nhà. Thể ông Đôn xui dại ghê. Trời ơi, biết thế tôi không nghe lời ông Đôn. Biết thế tôi phải vững tin theo cái quan điểm của mình. Ông Đôn này xui dại ghê á. Cuốn hết vào con Irithel xong rồi cuối cùng là con Irithel chết đầu. Anh em nhớ cái phát trước đó không ạ? Irithel chết đầu phát là thôi toang. Pha lê xạ thủ có rồi mà, ông Petego Geo lại mất hiếng rồi, làm gì có. Ông này lại mất hiếng rồi, làm gì có pha lê xạ thủ ở đây ra. Ông đây là tôi, ông toàn nhắn cái gì đây? Ông nhắn cái gì đây? Mệt rồi. Khi mình đã có những gì người ta cần, người ta luôn quan tâm và chia sẻ. Ông này ông pet lời bài hát tôi nghe mà. Khi mình xa cơ thất thế trên cuộc đời, lại huấn hoa hồng ở đây. Người ta mang mình ra đành rẻ bán. Khi gian nan mới biết ai là bạn bạn bạn. Lắc lờ ác lắc 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 lờ ác lắc 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 lắc. Cái con bò, cái con này chạy nhanh quá. Tôi không lấy được slot và tôi cũng để nó sai nữa. Thôi rồi, hay quá, lấy được rồi. Đó, đúng là ở hiền thì gặp lành. Khẳng định luôn. Đó, ngon rồi. Tìm quan quan 3 sao cho đứng giữa bốn đỡ đòn. Vãi đạn thật. Đánh hiểu cục xúc à. Nhưng mà quan quan là phải có kiếm diệt quỷ anh em ạ. Ê, thật ra là phát đấy đúng rồi. Phát đấy để đâu cũng thế thôi anh em ạ. Để đâu cũng thế thôi. Uầy, team này kinh dị. Ui, cái team này tôi dùng skin nó không thấm này. Hay, anh em thấy không ạ? Đớp được con này ngon. Ôi, sao team này đông chưa? Hay là team này có thêm cái xe nữa à? Team này là kiểu team hỗn tạp à? Lấy thịt đè người à? Hay gì? Dịch cái lỗ team sang không không, mỡ thích nó ở giữa anh em ạ. Mỡ thích tất cả những thứ nó ở giữa. Thích nó ở giữa anh em ạ. Trung tâm anh em. Thôi chắc tầm này phải dịch ra rồi anh em ạ. Tầm này phải dịch ra rồi. Trời ơi! Tôi nghe lời anh em thì đúng là cạp đất mà ăn rồi anh em ơi. Ông nào ạ? À, cũng được, cũng được. May thanh niên kia lướt ra. Được anh em, được. Phát rồi xong nghe lời cũng một phần là ok nhưng mà thôi thò rồi, lo rồi. Ôi, lấy được một vài anh em ạ. Bẻo ghê. Thôi nha, tên này sẽ roll này. Bẻo thật. Mấy anh may con trâu nó lướt qua bên kia hay không? Thật với anh em không lấy được cái đống vàng nào luôn. Lại một vàng. Cha hiểu. Kiểu gì? Khi gian nan mới biết ai là bạn. Hỏi thế nhân ơi, có mấy người cũng như tôi. Khổ trước sướng sau thế mới giàu. Giàu trước khổ sau thế càng đau. Ông này, thời ông thế cho ta nhận biết ra rằng khi gian nan có được ai nói nghe nè bạn ơi. Tôi xin cảm ơn bạn nhờ bạn mà tôi. Ông đâu đang pết nguyên cả đồng cái bài hát của thanh niên phế lu đấy vào đây rồi. Đổi chỗ quan quan tử long à? Can you give me some lời khuyên? Không lấy đỡ đòn anh, tôi có lấy mà anh em. Ơ sao tôi đưa con đỡ đòn vào con Moscow nhỉ? Quên, có lẽ chỉ còn giải thích là quên. Chỉ giải thích là quên thôi anh em ạ. Lấy à? Được, tí tôi sẽ lấy. Vì anh em, tôi sẽ lấy. Trăm năm trong cõi người tình, chữ này, chữ... Đây, ngon rồi. Lấy à? Được, tôi sẽ lấy anh em ạ. Vì anh em khuyên tôi sẽ lấy. Lấy đi ba má à? Anh em chờ tí nha. Đây ạ. Ui trời ơi, anh em lại bảo tôi lấy là tôi lại cảm giác nó có cái gì đấy nó như nào nhở? Anh em suy nghĩ giống như là tôi vậy. Ok, ngon rồi. Đấy, anh em suy nghĩ là cũng giống như tôi vậy. Phần nào tôi cảm thấy được có cái sự gì đấy nó suy nghĩ giống nhau đến từ bạn và tôi. Đôn vừa nhắn kia mỡ thấy anh em ạ. Thấy anh em ạ. Thanh niên đấy dạo này đang phú đôn lắm. Thanh niên đấy ở phú đôn lắm anh em ạ. Đó, con hàng Nga được chơi anh em an tâm. Hàng Nga được chơi lắm, đúng rồi. Anh em nhìn con hàng Nga chưa ạ? Tầm này khi mà chưa có Wan, khi mà chưa có đó là khi mà chưa có Linh thì hàng Nga nó chơi tệt bô luôn.
tệt thị bắt bố luôn, tệt tệt bố luôn, tệt bố luôn. Ừ. Thấy 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 thấy. Tôi thấy, tôi thấy mà. Anh em có cái suy nghĩ nó cũng giống giống tôi. Anh em ta chung dòng máu anh em ạ. Anh em ta chung dòng máu. Không không ngon lắm nhỉ. Cho thêm con này vào đi cho nó thêm châu bò. Ê nhưng mà nãy giờ không ra con nào ấy nữa à. Không ra con mấy con long tộc đâu nhỉ. Con Ngộ Không này không ra nè. Linh không ra thì không nói mà Ngộ Không không ra luôn ạ. Đậu xanh rau muối nhà nó. Suy nghĩ là có suy nghĩ dít suy nghĩ rát em. Ngon. Ngon. Tôi thử roll ra xem tên này ra gì không. Ui hàng Nga nữa này. Hàng Nga này tôi sẽ lấy. Tôi thích mấy em hàng Nga lắm. Ủa sao tự nhiên đấm choáng lan kinh thế. Tôi tìm bạn choáng nhiều thế. Nhưng mà hàng Nga bé của tôi vẫn còn sống anh em. Ui xổ tôi cầm tụ năng lượng mà anh em. Cầm tụ anh em ạ. À. Trời ơi. Hàng Nga cầm tụ thì nó làm cái phương trình gì đó. Nó tuyệt vời rồi. Tôi xem nào. Lấy thêm em này về này. Hello anh em nha, hello anh em nha. Ôi tôi slot trên cùng này thì lấy cái quần nợ gì anh em. Mất hết đồ ngon rồi. Tôi xem lấy cái gì. Hai cái đồ kìa. Để pha lê lại. Để pha lê lại cho mỡ. Và lấy cái này, đúng rồi. Trời ơi tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. Quá ngon anh em ạ. Quá yêu đến từ vị trí của những cái người chơi lấy đồ. Quá tuyệt vời. Khẳng định luôn. Đây. Đây, trời ơi, thơm thơm thơm, yêu yêu yêu. Yêu nhất quả đất. Yêu yêu yêu. Đây. Đây, đây, cứ lấy hết về, tí vào tính sau. Đây 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 đây, đây 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 đây. Đây, anh em thấy không ạ? Đây 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 đây. Thôi, để cái tầm slot kia mà tôi lấy được cái pha lê xạ thủ thì đúng thật với anh em là đúng là nhân phẩm luôn. Ui, Diggy 3 à đâu được búp. Vãi Diggy. Ui, Vèo 3. Vãi linh hồn. Lắm kinh lắm thế. Ông này hack 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 vàng à? À quên mất hack 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 slot à? Tôi chơi được, tôi chơi được. Ui. Ôi, bắn một con thôi. Nhảy nhảy đúng rồi. Đúng rồi. Ôi, sao bắn con ít máu không bắn đi? Bắn con ít máu, đúng rồi. Tuyệt vời. Bắn như thế em gọi là đệ của bỡ chứ. Ê thằng này kiếp đồ kinh thế. Đồ còn nhiều hơn cả con quan quan của mình anh ạ. Bây giờ vấn đề là tôi cần tìm thêm một cái con long tộc nữa để mà thôi tầm này để nâng slot, tầm này nâng slot anh em ạ. Thì tôi mới gặp hay quá. Tầm này tôi lọt cũng được không sao. Ôi gà tốt này. Bán ngay. Gà tốt là phải bán ngay. Hay đúng rồi. Ui gà tốt nhảy vào này. Ôi, gà tốt được hồi nhiều máu nhỉ? Có gì mà gà tốt hồi máu ta? Hay ui. Thua rồi. Đúng rồi, vẫn còn hai thằng kia chơi được. Đúng rồi, chơi được, win rồi. Yeah, yeah. Nước đi vừa rồi là mình đi tốt. À, hợp lý nhỉ. Đó. Một mình một bộ không thắng nữa thôi. Chịu anh em ạ, phải hên xui chứ. Cờ phải ra chứ anh em. Nãy giờ anh em có thấy tôi có ra con ấy không? Anh em có thấy tôi có ra con ấy nào không? Anh em nói cho tôi một câu công bằng với ạ. Nãy giờ anh em có thấy có ra con long tộc nào nữa đâu. Vẫn chưa full long tộc đây này anh em thấy không ạ? Không hên đâu, bình thường á. Đồn này. Đây ôi. Cho này vào này. Này vào này. Cho nào vào nhỉ, cho này ra này. Ơ à, ơ à, chết rồi. Tôi chửi anh em ơi. Bực thật á. Ê, full slot bên dưới rồi. Mất con Ngộ Không rồi. À, ôi, tấu 2 rồi. Má ơi. Trời ơi. Thua là vì tấu hài ạ. Mẹ nhiều slot đồ quá. Không biết lấy con nào cả. Bó tay. Đây rồi. Làm lại từ đầu anh em ạ. Làm lại anh em ạ. Làm lại. Bây giờ sẽ phải bỏ này ra này. Từ từ nha. Lấy con này về này. Cho này vào này. À, đúng không ạ. Tôi sẽ bán con hàng Nga đi. Vì là con hàng Nga bây giờ nó ra lâu lắm. Nhờ nó mà tôi suýt lòng một tơn. Ơ Linh kìa. Xem có ra gì không. Cờ xui ấy nhở. Mấy con ba sao này sao lấy.
bắn vào đây. Đây à. Trời ơi, tôi nghe lời ông Đôn. Biết thế tôi giữ lại con hàng Nga còn hơn, tôi bán con kia còn hơn. Nghe lời ông Đôn này đúng bán nhà. Tôi thấy là tôi hơi bán nhà đến từ vị trí cồng kềnh của ông Đôn rồi nha. Tôi xem nào. Biết thế tôi để lại em hàng Nga là có hàng Nga 3 rồi. Trời ơi, nó câm lặng cái con đấy của tôi kìa anh em kìa. Ôi, cái con Nata này nó nhắm nó giết hết được á. À không giết hết được. Nhảy nhiều quá. Ui, nhảy nhiều quá. Ui. Rồi, giết được luôn này rồi. Tôi không biết lấy được xạ thủ Long Tộc không. Mà tôi cần thêm slot. Nếu không có xạ thủ. Cần lấy kiếm. Ơ sao nhớ này không lấy đồ gì. Bị lag à. Em cứ xin cái kiếm nha. Khổ AK chạy đi chạy lại. Bỏ mút cốp làm gì. Sao lại bỏ mút cốp. À bỏ mút cốp ra bởi vì là đang có 6 xạ thủ đúng không. Hiểu. Ta bỏ một cúp bởi vì đang có 6 xạ thủ, ý ông là thế đúng không? Cờ gì xui dữ ta. Đây rồi. Bỏ một cúp làm gì anh em? Tôi chưa thấy có lý do gì để mà bỏ một cúp luôn á. Tôi không lấy slot à. Làm gì hết slot rồi mà ông ơi. Ủa, bị tranh hết slot rồi mà. Ông có nhìn nhầm không á? Rồi. Ủa, có ngọc slot à? Đúng rồi, vấn đề là phải linh phải lên 2 anh em ạ, linh phải lên 2. À, sao tôi lại tự nhiên sưu tập thằng này trong này làm gì không biết. À, tên này tôi lọt để mà tôi lấy slot nhỉ, tôi đưa thêm linh vào. Chả giải quyết được gì. Trời ơi, đấy anh em thấy không ạ? Tâm này là tôi có quan quan, là tâm tôi có con này ba. Ê, tôi nghe lời ông Đôn tôi bán nhà. Thể ông Đôn xui dại ghê. Trời. Mẹ, biết thế tôi không nghe lời ông Đôn. Biết thế tôi phải vững tin theo cái quan điểm của mình. Ông Đôn này xui dại ghê á. Xui ghê, toàn thật. Đấy, anh em ạ. Phát này là tôi mà chơi theo quan điểm của tôi là tôi top 1 đó. Nhà vì nghe lời ông Đôn cho nên tôi có thể sẽ không được top 1. Mẹ. Ông Đôn nó chỉ tấu hại giống như tôi thôi. Mẹ. Ngon. Ừ, phải giữ vững lập trường ấy. Không, bây giờ anh em từ từ. Bây giờ bỏ một cốp ra thay bằng con gì. Các ông cứ lồi lõm thật. Bỏ một cốp ra thay bằng con gì. Đúng không? Các ông bỏ một cốp ra các ông phải bảo thay con gì tôi mới thay. Sai lầm của tuổi trẻ anh em ạ. Nghe lời ông Đôn đúng là sai lầm của tuổi trẻ. Ông ý bảo một cái câu mà thể với anh em. Nó làm cho tôi kiểu ấy. Bây giờ ông ấy bảo bỏ hàng Nga đi. Bởi vì cho dù có bao giờ lên được hàng Nga đâu. Nó ra mấy con hàng Nga liền. Cái phát này tầm này có hàng Nga là suin rồi. Trời ơi. Không sao. Về cơ bản vẫn thắng được. Natalia O đấu sĩ à. Natalia O đấu sĩ làm gì có ấy đâu ông ơi. Làm gì có ấy đâu ông? Lấy Natalia đồ sĩ làm gì? Ui lọc Long Tộc này. Long Tộc hay là slot nhỉ? Long Tộc. Long Tộc bỏ nào ra? Long Tộc thì cho thêm xạ thủ vào đúng không ạ? Tôi sẽ lấy Long Tộc. Ê! Tôi lấy slot rồi nhỉ? Lấy slot rồi thôi. Nhỡ rồi, mồm thì bảo lấy slot. À mồm thì bảo lấy Long Tộc lại cầm slot. Ơ cái gì đấy? Ơ vẫn thiếu à? What the hell? Chết rồi. Ăn đồ bờ với cả ăn ít rồi. Cái tên vừa xong lại một cái nước đi gọi là vào lòng đất đến từ tôi rồi. Em này đầu tiên này. Hàng Nga đâu nhở? Trời ơi, cái tên này không ra hàng Nga mà thua ngu thì đúng là gọi là. Chết mợ rồi. Sao tôi lại nhân con hàng Nga này? Tôi vừa làm gì đây? Anh em tôi vừa làm cái gì đấy anh em? Tôi không hiểu vừa rồi tôi làm cái gì luôn á.
Lú rồi. Ơ vừa rồi tôi làm gì nhở? Ơ thế đều nào vẫn win. Ôi cái ông TH win này ông ấy thắng rồi này anh em này. Ôi ôi chết mợ rồi. Tôi thật với anh em tầm này mà không ra, tầm này mà không ra hàng Nga thì đây rồi anh em ơi. Đây rồi, trải qua rất nhiều những cái gian truân là nghe lời ông Đôn mà tôi cũng có được cái em hàng Nga này rồi. Ngon rồi anh em ơi, ngon rồi. Cảm ơn đảng và nhà nước, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn các chính quyền sở tại, cảm ơn các ban ngành. Tôi có hàng Nga rồi anh em ạ. Có rồi, bỏ thai view đi mới được 6 xạ thủ long tộc à? Không không không, ông trật tự, ông ngồi yên đấy rồi. Ông trật tự, ông không có tư vấn linh tinh, ông phải để yên tôi chơi. Con Claude này có giác đấu rồi nhỉ? Có rồi nhưng mà... Uầy. Ôi! Con này kinh thế. À nó, tôi bị cầm lại. Đó, ông cứ để yên tôi chơi. Ông đừng có sờ dớ vào cái bàn cờ của tôi. Vừa nghe lời ông Đô là bán nhạc. Đấy rồi, ngon. Anh em thấy không ạ? Tôi hạ được xong thanh niên kia rồi. Rồi ok, tầm này chúng ta sẽ phải làm gì đây? Tầm này chúng ta phải không được tin ai anh ạ. Tầm này chúng ta không được tin ai. Tầm này chúng ta không tin bố con thằng nào hết. Đó, ông kia cứ tư vấn linh tinh long vì chặt tộc. Để xem nào, ôi ông này lại 7 sát thủ luôn. Để xem nào. Nếu như mà sát thủ như thế này ý, thì tôi sẽ phải đưa lên đây. Anh em đúng không ạ? Đưa này xuống đây. Anh em đúng không ạ? Chuẩn chưa ạ? Này chuẩn chưa ạ? Cho em hàng Nga lên đây. Đó, như thế ok rồi. Mẹ, ông Đôn ông bán luôn tôi rồi anh em ạ. Đó, ngon ngay. Rồi, đi rồi. Ngon rồi. Cái tụi sát thủ thì nó vẫn đang đánh tanh anh em ê. Đánh thì cũng vất vả đấy anh em ạ. Nhưng mà kết quả thì như gì anh em? Điền vào chỗ trống, chơi game thì vất vả. Mà kết quả thì như... Trời ơi. Tìm 4 con 3 sao, đúng rồi. Lấy thêm ô kích bộ, đúng rồi. Thật ra ông Đôn ông phân tích cũng đúng. Nhưng mà căn bản là ông ấy không ngồi cạnh bên đây anh em hiểu không ạ? Tay tôi không nhanh được. Lúc ông ấy nói thì thế nó cũng xong rồi. Đấy slot nha, tôi không cho thằng kia slot đâu. Thằng kia không cần Ngọc Long Tộc làm gì cả anh em ạ. Nó không cần Ngọc Long Tộc làm gì cả. Nó chỉ cần gọi là slot với cả đồ đam thôi. Tôi lấy slot luôn. Đây rồi, tôi lấy slot đây rồi. Đưa thêm em này vào nhỉ. Kích 6 à? Bỏ tanh ra kích 6 anh em. Bỏ tanh ra kích 6 xạ thủ không anh em? Chơi nhở anh em nhở? 6 xạ thủ đúng không? Trời ơi, thử nha. Game này thua hay thắng anh em cũng đừng chửi tôi nha. Anh em giữ quan điểm anh em hộ cái ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều ạ. Giữ quan điểm nha. Thua hay thắng anh em cũng đừng chửi tôi nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thua hay thắng cũng đừng chửi tôi nha. Đó, game này là ơ từ từ. Ơ nó lại hay nhỉ. Nó lại hợp lý. Ơ absolute. Ư. Cảm ơn anh em. Tôi nãy giờ là tôi chỉ giả vờ thôi. Hóa ra là anh em cũng tin tưởng đấy. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Ngon, up rồi anh em, up rồi anh em. Trời ơi, 6 long tộc và 6 xạ thủ trong truyền thuyết anh em ơi. Trời ơi. Tôi chỉ giả vờ thôi anh em ạ. Chơi game quan trọng nhất ý, là anh em phải biết là lúc nào tôi giả vờ, lúc nào tôi không. Rank này là rank thần thoại 1000 nha. Ừ, hợp lý anh em ạ. Đấy, anh em thấy không? Khi mà tôi không làm theo như anh em nói là thể nào có ông bảo chửi tôi thằng bữa này đánh ngu như cờ hỏi. Nhưng mà đó là cái hành động để tôi lọc fan đấy anh em ạ. Trời ơi, 4 con 4 sao, 4 con 3 sao và xạ thủ với long tộc. Trời ơi, khẳng định với anh em bộ cờ này chắc là nó mạnh nhất rồi ạ.